Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay trong chuỗi những cái video mình hướng dẫn về cái hệ thống giao dịch thì mình tiếp tục giới thiệu cho các anh chị các bạn một cái công cụ khá là tuyệt vời. Thì các anh chị các bạn đón xem nha. Những anh chị các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những cái video tiếp theo của mình về phân tích kỹ thuật cũng như là những hệ thống hoặc những công cụ chỉ báo các anh chị có thể là tham khảo nha. Rồi thì những cái hệ thống giao dịch, những cái công cụ mình đã hướng dẫn cho các anh chị và giới thiệu cho các anh chị ở dưới này, rất nhiều các loại chỉ báo như thế là ADX, Stochastic, RSI, Histogram, MACD, Bollinger Band. Và hôm nay mình tiếp tục mình đi giới thiệu cho các anh chị các bạn một cái công cụ chỉ báo rất là đặc biệt và rất là khác biệt. Những cái công cụ chỉ báo trước đây mình giới thiệu chủ yếu là việc giúp cho các anh chị các bạn xác định được xu hướng của thị trường, xác định được là thị trường đang trong cái xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đang trong cái vùng sideways. Nhưng cái chỉ báo này hôm nay mình giới thiệu với các anh chị và các bạn nó hoàn toàn khác với những chỉ báo đó. Đó là cái chỉ báo ATR. Thì cái chỉ báo này nó không phải giúp cho các anh chị các bạn xác định được cái xu hướng là chính, mà nó là giúp cho các anh chị các bạn xác định được cái điểm các anh chị các bạn chốt lời và cái vùng các anh chị dừng lỗ. Thì cái chỉ báo này đặc biệt nó chỉ dùng trong cái việc mà xác định chốt lời và dừng lỗ cho các anh chị khá là tốt. Mình thấy cái chỉ báo này nó khác với những cái chỉ báo khác là cái việc nó xác định xu hướng. Nhưng mà thay vì xác định xu hướng, cái việc mà xác định được cái điểm mà chốt lời hoặc cái điểm mà dừng lỗ là rất là khó với rất nhiều các anh chị các bạn, đúng không? Thì cái công cụ này nó hoàn toàn có thể là hỗ trợ cho các anh chị các bạn trong cái việc đó. Thì cái bài viết ở trên web của mình có để link cái bài hướng dẫn ngay ở dưới video này. Các anh chị đang xem video thì có thể là nhấn vào cái link đó và có những cái bài viết ở trong này mình viết rất chi tiết. Mọi người có thể là vừa xem video và vừa qua theo dõi cái bài viết này để mọi người có thể là hiểu rõ hơn về cái chỉ báo này nhá. Thì cái việc mà chỉ báo ai phát minh hoặc là nó sử dụng, giới thiệu nó như thế nào thì mọi người có thể vào đây đọc nó kỹ hơn. Mình thì chỉ hướng dẫn các anh chị các bạn một số cái tính năng và cái cách sử dụng nó như thế nào để cho nó hiệu quả và cần kết hợp thêm cái gì không ở trong cái video này thì mọi người theo dõi nha. Thì như các anh chị các bạn cũng biết là khi mà những cái biến động xảy ra trong thị trường thì luôn có những cái điểm, một cái khoảng thời gian dù thị trường đi lên như thế nào hoặc giảm như thế nào thì cũng sẽ đến một cái thời điểm nào đó thị trường sẽ đảo chiều và thị trường sẽ xuất hiện một cái xu hướng mới nó hình thành. Nó cũng không thể là giảm mãi được mà nó cũng không thể tăng lên mãi được, đúng không? Thì cái việc mà mình áp dụng cái chỉ báo ATR này vào thì sẽ giúp cho các anh chị các bạn xác định được cái vùng nào thị trường nó sẽ yếu dần và cái vùng nào thị trường có thể là xem xét vào lệnh và các anh chị các bạn đặt những cái mức dừng lỗ và chốt lời nó tốt, nó hiệu quả. Ở đây thì mình sẽ có những cái bội số của ATR nó khác nhau nha. Và cũng như những cái công cụ khác thì cái công cụ ATR này cũng được giới thiệu trên nền tảng MT4 và nó lấy chỉ số mặc định là ATR14 và nó lấy tính là trên 14 cái cây nến nha trước đó. Và nó có thêm cái bội số tại vì khi mà đặt top loss thì có những cái anh chị các bạn sẽ kỳ vọng là nó ngắn, kỳ vọng nó dài, nó khác nhau. Thì cũng theo vào đó thì cái bội số của ATR này nó sẽ hỗ trợ cho các anh chị các bạn là nếu các anh chị chọn bội số là 2, 3, 4, 5 hoặc là càng cao thì cái khoảng cách để các anh chị các bạn đặt dừng lỗ, đặt chốt lời nó cũng khác nhau. Thì ở đây phụ thuộc vào cái vấn đề là các anh chị các bạn giao dịch ngắn hạn hay dài hạn thì các anh chị sẽ chọn những cái bội số này nó như thế nào. Ở đây mình nói cụ thể cho các anh chị các bạn hiểu được là này, khi mà thị trường đang dao động, đúng không? Khi mà thị trường nó đang biến động, các anh chị muốn buy lên hay sell xuống thì các anh chị cũng phải dựa vào cái bội số ATR này để các anh chị có thể đặt những cái vị trí dừng lỗ và chốt lời. Thì để qua màn hình MT4 mình sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn cặn kẽ hơn cái vấn đề này nha. Thì đây là một cái giao diện MT4 cơ bản cho các anh chị các bạn thấy. Thì để mà cài cái công cụ ATR nữa vào nó như thế nào thì mọi người chỉ cần vào cái vùng, cái chỗ biểu tượng indicator đây và mọi người có thể là đặt nhấn đúp vào đây và nhấn OK là nó sẽ cài cho các anh chị các bạn cái biểu tượng ATR14 cơ bản đây. Thì ví dụ như ở đây là một cái cặp tiền tệ EU và bây giờ cái việc xác định nó như thế nào để mình có thể là đạt được cái vùng
mà mình dừng lỗ và mình chốt lời. Giả sử ở thời điểm hiện tại mình muốn buy EU lên thì mình thứ nhất là mình phải đo cái mức ATR nó như thế nào. Thì cái việc đầu tiên là cái vị trí của ATR đang là 0,00423. Thì nếu mà các anh chị chọn cái bội số ATR là 2 thì các anh chị nhân đôi cái này lên là sẽ thành là 0,00846, đúng không? Các anh chị lấy cái chỉ số ATR này, các anh chị nhân 2 lên, đúng không? Còn nếu các anh chị chọn là bội 3 thì các anh chị nhân 3 lên. Sau đó các anh chị sẽ lấy cái số, cái vị trí, cái giá hiện tại của EU, đúng không? Là 1.08724. Các anh chị trừ đi cái bội số các anh chị nhân lên là có phải là 0,846 không? Thì các anh chị sẽ lấy 1.08721 trừ đi cho 0,0846. Rồi, đây mình sẽ làm phép tính luôn cho mọi người thấy cho nó hiểu đây. Thứ nhất mình sẽ lấy là 1 này, chấm này, đúng không? 0, 8, 7, 2, 1 là cái vị trí giá hạn hiện tại nha. Các anh chị sẽ trừ đi cái bội số của ATR ở dưới đây là 0, các anh chị nhân 2 đây, tại vì các anh chị đây ở đây chọn vị trí là nhân 2 mà. 0, 0, 0, 0 này, 0 này, 846. Rồi. Sau đó các anh chị trừ đi thì sẽ ra cái vị trí các anh nhỉ. Các anh chị đặt top loss, đây là cái vị trí các anh nhỉ, top loss nhỉ. Còn tương tự khi mà các anh chị sell thì các anh chị sẽ đặt cái vị trí dừng lỗ là các anh chị giá ở đây thì các anh chị cộng lên thêm lên thôi. Thì cái này mình trừ xuống là 11, đây 5 đúng không? Được chưa? Cái này trừ đi 5 là 7. Rồi. 6 8 0 chấm 1, đúng không? À sorry, cái này là 7 chứ. Nhớ 1 này. Thì cái vị trí các anh chị đặt top loss là 1.07675. Đây mình sẽ căn cái vị trí đó thôi. Thì cái vị trí mình không nhớ rõ lắm nhưng mà 1.0767 mấy á thì khoảng đây 076 này. Đây thì đây là cái vị trí mà các anh chị các bạn đã xác định đặt top loss. Cái việc mình xác định đó các anh chị đơn giản cứ lấy cái số này trừ đi cái bội số này nhân 2 thì ra cái vị trí top loss và từ đó các anh chị các bạn ra cái vị trí TP của các anh chị. Đó. Tương tự các anh chị sell thì cũng vậy luôn. Các anh chị sell thì giả sử các anh chị sell ở đây đúng không? Thì nó sẽ lấy cái bội số này nhân 2 thì khi đó các anh chị lại cộng thêm vào, cộng thêm lên trên này và đấy là cái vị trí top loss của các anh chị ở trên này. Thì đây là một cái công cụ nó giúp cho các anh chị xác định cái điều đó nó dễ dàng và nó tốt hơn. Thì ngoài cái việc xác định này các anh chị tùy vào việc các anh chị chọn cái bội số của nó để các anh chị các bạn có thể xác định được nha. Thì đó là cái cách của nó hoạt động và cái cách thức mà các anh chị các bạn áp dụng nó và dùng nó như thế. Rồi, thì đó là cái gì hiểu được là cái cách xác định các anh chị dừng lỗ và chốt lời nó như thế nào nhá. Vậy một cái câu hỏi đặt ra ATR bao nhiêu là tốt nhất? Thì cái này thực sự là cái câu trả lời nó không có cách nào là tốt nhất cả và nó phải phụ thuộc vào cái bội số ATR này nhỏ hay lớn, thì phụ thuộc vào anh chị đang giao dịch khung thời gian nào, giao dịch ngắn hạn hay dài hạn thì các anh chị sẽ chọn cái bội số đó. Và thường thường thì mình cũng sẽ chọn cái bội số là 2 là mình nghĩ là cũng đã vừa rồi. Thì khi mà các anh chị các bạn chọn cái bội số là 2 thì thứ nhất là các anh chị phải xác định được này cái vị trí ATR hiện tại, sau đó nhân cái vị trí ATR đó với 2. Thì các anh chị các bạn chú ý thêm một cái ở đây nữa là nếu mà thị trường mà di chuyển gấp 2 lần cái giá trị của ATR thì cái khi đó nó có thể có những cái dấu hiệu cho thấy thị trường đang yếu dần nhá. Ví dụ nó giảm thì nó có dấu hiệu nó yếu dần rồi. Còn nếu nó tăng thì nó cũng có thể là dấu hiệu nó có thể đảo chiều. Thì ngoài ngoài ra những cái vấn đề đó mọi người hoàn toàn có thể là xem xét chốt lời hoặc cắt lỗ ở những cái vùng mà các anh chị cảm thấy là nó ổn định và có đã có lợi nhuận nha. Thì cái công cụ ATR này nó hoạt động một cách khá là độc lập. Cái khi mà các anh chị các bạn kết hợp tốt với những cái vùng mà hỗ trợ kháng cự á, để các anh chị các bạn có thể là đặt được cái vị trí top lot hoặc TP nó tốt á, thì xác định nó tương đối là tốt nha. Tại vì nó sẽ giúp cho các anh chị xác định được cái vùng đảo chiều xu hướng nó sớm của thị trường hơn so với những cái công cụ khác.
Ở đây các anh chị thấy một điều là cái chỉ báo ATR này nó thích hợp cho các anh chị các bạn tìm được một cái điểm vào lệnh này, và các anh chị có điểm thoát lệnh top loss này, có điểm chốt lời TB. Nó khác với những cái công cụ khác là chỉ có xác định được cái xu hướng thôi của thị trường thôi, chứ nó không có thể xác định được cái vị trí mà các anh chị các bạn có thể là đặt top loss nó hợp lý, hoặc là các anh chị có thể là đặt cái vị trí nó TB nó hợp lý. Để phát huy hiệu quả được cái công cụ này thì tất nhiên là cũng phải cần kết hợp thêm những cái kiến thức khác của các anh chị các bạn, nếu các anh chị các bạn có đã nghiên cứu rồi. Ngoài ra nó có thể kết hợp được những cái chỉ báo khác để khi xác định xu hướng rồi, đúng không? Những cái chỉ báo mà xác định xu hướng đó, như thế Bollinger Band, bắt đỉnh bắt đáy, hoặc là cái Parabolista. Đó là những cái công cụ mà các anh chị các bạn có thể là sử dụng. Ngoài ra các anh chị hoàn toàn có thể sử dụng cái công cụ này theo cái trading top, để các anh chị các bạn có thể là dịch chuyển cái top loss của các anh chị đi theo cái xu hướng của thị trường. Thì đây cũng là một cái công cụ mà mình nghĩ tương đối là tốt, rất phù hợp cho các anh chị các bạn nào cũng mới tham gia vào thị trường nghiên cứu, cũng như những các anh chị các bạn đã nghiên cứu những cái chỉ báo khác về xu hướng rồi, các anh chị có thể kết hợp thêm những cái chỉ báo này để mình có thêm được cái chọn điểm dừng lỗ chốt lời nó tốt nha. Thì cái việc mà dừng lỗ chốt lời thì mình thấy là nó khá là nan giải đối với nhiều các anh chị các bạn khi tham gia vào thị trường này nha. Rồi thì ngoài ra mình cũng giới thiệu thêm những cái công cụ mà mình đã tìm hiểu và sưu tập cho các anh chị các bạn, đó là cái công cụ ATR Histogram. Thì cái công cụ ATR Histogram này mình cũng có để đường link download ở dưới đây hết cho các anh chị các bạn. Các anh chị các bạn vào đọc bài viết của mình thì các anh chị download về thôi. Công cụ Histogram này nó sẽ cho các anh chị các bạn khoảng cách luôn. Khi mà các anh chị vào lại ở một cái thời điểm nào đó, nó sẽ cho các anh chị biết là cái khoảng cách ATR bằng bao nhiêu đó, sẽ thấy được ATR đang cao hay ATR đang thấp, hoặc là mình lấy cái khoảng cách đó mình chia trừ đi nó rất là dễ dàng hơn. Và có một cái công cụ nữa mà các anh chị các bạn cũng dựa trên cái chỉ báo ATR này người ta dùng để top loss hoặc là chốt lời, đó là ATR Top Histogram. Thì đây cũng là một cái công cụ mà mình giới thiệu cho các anh chị các bạn để sử dụng vào cái việc mà các anh chị vào lệnh rồi các anh chị dừng lỗ nó như thế nào, các anh chị chốt lời như thế nào. Cái cách sử dụng ở cái công cụ này, cái hình thức nó hoạt động nó sẽ làm khi mà các anh chị các bạn thấy là khi mà một cái thanh ba mà nó đã chuyển từ màu xanh qua màu đỏ, đúng không? Cái thanh ba tiếp theo là màu đỏ đó, thì chính là cái lúc mà các anh chị các bạn cắt những cái lệnh, các anh chị buy đi và các anh chị chốt lỗ ở đó, và các anh chị bắt đầu là xem xét đến cái việc sell đó. Tương tự nó ngược lại, từ thanh ba màu đỏ chuyển qua thanh ba tiếp theo màu xanh thì các anh chị các bạn cũng có thể là cắt những cái lệnh sell, cắt lỗ những cái lệnh sell, và các anh chị sẽ xem xét buy lên theo cái xu hướng đó. Thì đây cũng là một cái công cụ sẽ hỗ trợ tốt cho các anh chị các bạn, và nó trực quan, nó dễ hiểu, để giúp các bạn áp dụng được nghiên cứu về cái công cụ ATR này nó sẽ tốt hơn. Thì ở đây có một số cái nhìn chung kết luận lại thì mọi người chú ý, đó là ATR là chỉ báo, nó lường trước được những cái biến động của thị trường, nó không phải là chỉ báo của xu hướng nha. Nên mọi người chú ý cái này, khi các anh chị các bạn sử dụng cái chỉ báo ATR này, nó dự đoán cho các anh chị các bạn một cái phá vỡ mạnh mẽ của thị trường. Có nghĩa là khi mà thị trường có những cái biến động lớn, các anh chị sử dụng cái công cụ này áp dụng vào mình thấy cũng tương đối là tốt. Và sử dụng cái chỉ báo ATR này như mình đã nói là sử dụng trong cái việc mà nó dừng lỗ chốt lời, đó tương đối là hiệu quả. Khi mà các anh chị sử dụng ATR này theo một cái xu hướng lớn đó, thì nó sẽ tương đối, nó sẽ tốt hơn là những cái khung thời gian khá là nhỏ nha. Cái bội số mà mình thường dùng thì khoảng là từ 2 ATR là hợp lý, và trong một cái khung thời gian ngày thì đây là một cái mà các anh chị có thể nghiên cứu và áp dụng nó nha. Rồi mình chuyển qua cái phần mềm Enter 4 đây. Thì cái công cụ ATR cơ bản bình thường nó tích hợp sẵn trong MT4 là nó như thế này, còn cái hai công cụ là ATR Histogram và ATR Top Histogram thì là những cái công cụ mà mình đã cài đặt, mình đã tìm hiểu thêm và chia sẻ cho các anh chị các bạn. Đây thì hai công cụ mà mình muốn giới thiệu cho các anh chị các bạn thêm đây là ATR Top Histogram và ATR Histogram. Thì các anh chị các bạn vào cái bài viết của mình có để link tải về đó, mọi người cứ tải về rồi cài vào thôi, thì nhìn cũng khá là tốt và trực quan cho các anh chị các bạn dễ hiểu hơn nha. Thì cái video này mình cũng chỉ giới thiệu đến đây, cũng mong là giới thiệu tiếp cho các anh chị các bạn một hệ thống giao dịch tốt, giúp cho các anh chị các bạn xây dựng được cho mình riêng một cái hệ thống giao dịch. Thì những cái công cụ nó sẽ giúp cho các anh chị những bước đầu tiên trong quá trình các anh chị giao dịch, cũng như sẽ là thêm những cái sự kết hợp đối với những các anh chị các bạn nào chưa thành công hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm, thì các anh chị có thể là có được cái hệ thống giao dịch tốt và hiệu quả nha. Cũng mong là cái video này giúp đỡ cho các anh chị một phần nào. Thì những anh chị nào quan tâm tới video hay thì cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để có những cái video tiếp theo mình sẽ up lên và các anh chị sẽ nhận được.
Rồi, chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị các bạn có một hệ thống giao dịch tốt.